Ok và hello anh em, chào anh em quay trở lại với channel của mình. Mình là Thái gì đây, tiếp tục với series đó chính là Evil War nha anh em ơi. Chúng ta sẽ tiếp tục với chế độ đó chính là solo anh em ơi. Chế độ solo này thì khá là hay và nó nhanh, nó không lâu như cái chế độ kia anh em. Khoai tây một bé lên bảng điểm số hay. Úi dồi mà nhờn. Nice, nó chỉ cần chém xịt cái thôi là nó sẽ nhờn xong. Đơn giản chỉ đạn rổ với anh em ạ, không khó anh em nha. Sao nó không cho mình lên cái đời cuối nhỉ? Đời cuối nhỉ? À, không cho đời cuối đâu anh em ạ, chém nhau đời cuối thì có mà loạn nhà đúng không? Đời cuối nó to quá, nó bổ cái chết oằng. Nhưng mà mình sao mình không thể lên được cái rank nhỉ? Hay là wasting. Chúng ta đang đợi cái đối thủ của chúng ta tới. Ai à, Fat Pop Burst, ok. Fat Pop Burst luôn anh em ơi. Chết chi. Tôi dọa cái là oẳng các bạn. Chết đề cường oẳng luôn, đỡ thế nào được bạn ơi. Đây là tường à. Solo với mình nhỉ. Tuổi con ngan con anh em. Không thể solo được với tui hả? Hài vãi cả đạn. Hài vãi cả trưởng. Mà cái này đánh thắng khá nhanh nhỉ? Không tốn quá nhiều công sức. Một giây. Nó có kiếm. Nice. Phan ôm. Xoay nhiều. Xoay nhiều ngứa cả mắt nha. Xoay nhiều. Xoay chóng mặt lắm anh em, chóng mặt đau đầu lắm. Úi dồi ôi, Phan ôm mày chuối kinh thật. Trời ơi, cùi bắp thật sự luôn. Chơi kiểu rì thế á bạn. Bạn không thể nào mà hại được tui luôn ấy, thề. Chúng ta đang có tỷ lệ thắng rất là cao trong cái chế độ solo 1v1 này anh em ạ. Tỷ lệ thắng gọi là siêu cao luôn. Hai một, let's go. Alan Moon chém chéo anh em, một bé hơi bị ấy. Không tới. Không tới. Không tới. Xoay nhiều. Vũ khí kinh đấy. Búa thần tho gớm ấy nhờ anh em. Nhưng mà không hạ được mình, hạ được fan A. Fan Pop Bros này. Fan Oh My Chuối này. Fan Alan Moon này. Đủ tất cả luôn anh em ơi. Rất là nhiều fan. Solo với anh thì không xoắn ha. Solo giải mở rộng không hề xoắn tí nào.
Fun Flat. Ui ôi, trời, con này hoảng rồi, con này hoảng rồi. Một đều anh em ơi. Căng thẳng phết nhờ. Căng thẳng 21. Phát cuối á. Ui ôi, sao nó có thể chém được mình nhỉ? Ảo còn ảo thế. Còn ảo á. Ui. lại pan pop bros rồi anh em ạ. Trời ơi, trời ơi, tôi thắng nhiều quá. Nhưng cái này chẳng được cái tác dụng gì nhỉ? Chẳng có cái phần quà gì dành cho người thắng quá nhiều nhỉ? My god. Sao họ không tặng phần quà gì cho thằng người thắng quá nhiều ta? Như mình chẳng hạn, mình thắng quá. Ui, lên đấy rồi anh em ơi. Unknown. Ok. Ui ôi. Đấy cuối, gần cuối kia ạ. Di chuyển nào. Đấy ạ. Ý chết. Khó vết nhờ, thằng này khó anh em ơi. Hi, tôi hồi trước mà, tôi chém trước mà anh em. Ơ, hòa. Vãi đạn thật. Trận này căng đấy anh em ơi, trận này tôi thấy căng. Đây, tôi căng thật. Next Evolution. Đời cuối đấy, tôi lên được đời cuối anh em ạ. Kinh. Hai thằng hòa nhau cơ. Bá đã gần đời cuối, gần đời cuối gì nữa. Má ơi, sợ thật. Yes, 1v1. Thì đánh phê phết anh em ạ, đánh phê lòi. Được đến đời cuối không? Chắc khó. Đợi đối phương nhỉ. Tôi có một trận hòa, hôm nay có một trận hòa nhưng vẫn chưa thể thua 100% được anh em. Căng gớm, ôi trời, đơ rồi. Game đơ rồi anh em. Game cửa hóa đơ rồi. Sao vậy? Sao vậy? Quảng cáo khoảng 4-5 giây. Nhưng mà sao vậy nhỉ? 3 2 1. Trận cuối cùng này. What the fuck? Căng đây anh em ơi. Chết mày rồi, còn đâu. Nice. Nên né được cái chiêu đầu là ngon. Tôi dồn vào góc cay. Ok, xin chào lại anh em nhé.
mình vẫn đạt tỷ lệ thắng đến 90% anh em ạ. 99% trận kia hoài thì không thể thua được nha.